cùng với các trường học trên cả nước. Sáng nay ngày 5 tháng 9, trên 30.000 học sinh, cán bộ, giáo viên của các trường học, cấp học trên địa bàn tỉnh xã Đông Triều đã đồng loạt khai giảng năm học mới 2016-2017. Năm học này, thị xã Đông Triều có 86 trường mầm non, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung tâm hướng nghiệp giáo dục thường xuyên cơ sở vật chất đã được các trường đầu tư tương đối đồng bộ, đặc biệt là 100% trường học trong toàn thị xã được kết nối mạng internet và khai thác hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giảng dạy. đội ngũ cán bộ giáo viên có trên 2.000 người với trình độ đào tạo đạt đà chuẩn và trên chuẩn. đến nay có 80 trên 86 trường đạt chuẩn quốc gia chiếm tỷ lệ 93,02%. chất lượng đại trà và mũi nhọn giữ vững ổn định. 21 trên 21 xã phường đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, xóa mù chữ đạt mức độ 2, tỷ lệ huy động nhà trẻ đạt 34,7%. Năm học mới 2016-2017, ngành giáo dục Đông Triều sẽ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, tác phong Hồ Chí Minh gắn với việc chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, thị xã sẽ tập trung kiểm tra, ra soát cơ sở vật chất các trường học để phục vụ tốt nhất cho việc dạy và học, tập trung nghiên cứu và chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách tại các nhà trường, quản lý tốt việc dạy thêm, học thêm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên. Đặc biệt, đông chiều sẽ duy trì và tiếp tục bổ sung trang thiết bị công nghệ thông tin, thực hiện có hiệu quả mô hình lớp học thông minh, trường học thông minh.